em test cái chất lượng không khí sau khi lọc qua máy lọc không khí các bác nhé. Ở ngoài môi trường là 38, thế sau khi qua máy chất lượng không khí tốt hơn hẳn, nó sẽ xuống rất là sâu. Đấy, đang xuống các bác nhé. Đấy, chứng tỏ chất lượng qua máy lọc không khí rất là tốt, không khí xuống đây. Đấy, đang xuống rất là sâu luôn. Đấy là cái chất lượng máy qua máy lọc không khí các bác nhé. Đấy, xuống rất là sâu.